ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden ở 7 bang chiến địa trong một cuộc khảo sát. Phòng không Ukraine chọn mục tiêu đắt giá, quyết đòi lại bầu trời. Video tàu chiến Nga đánh giáp lá cà xuồng tự sát Ukraine. Tổng thống Putin khẳng định Nga luôn rộng cửa chào đón thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra vào ngày siêu thứ ba hôm mùng 5 tháng 3. Kết quả này gần như xác nhận một cuộc tái đấu lịch sử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Ngày mùng 6 tháng 3, kết quả thăm dò dư luận cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước đương kim Tổng thống Joe Biden tại 7 bang chiến địa. Trung bình trên 7 bang, 48% cử tri khẳng định sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi tỷ lệ này dành cho Biden là 43%. North Carolina là bang ông Trump dẫn trước ông Biden ở khoảng cách xa nhất. Kết quả thăm dò dư luận mới do hãng tin Bloomberg News và Morning Consult tiến hành cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden tại 7 bang gồm Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Nevada và Wisconsin. Tính trung bình trên 7 bang, 48% cử tri khẳng định sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi tỷ lệ này dành cho ông Biden là 43%. North Carolina là bang cựu Tổng thống Trump dẫn trước ông Biden ở khoảng cách xa nhất, 9 điểm, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 50% và 41%. Ngoài ra, ông Trump còn dẫn trước ông Biden 6 điểm tại các bang Arizona, Nevada, Georgia và Pennsylvania, 4 bang mà ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng trong kỳ bầu cử Tổng thống năm 2020. Khoảng cách thu hẹp hơn tại Wisconsin và Michigan, hai bang từng mang lại chiến thắng cho ông Biden hồi năm 2020 khi ông Trump chỉ dẫn trước với 4 điểm và 2 điểm. Cũng theo kết quả thăm dò, 80% số người được hỏi cho rằng ông Biden tuổi quá cao, trong khi 60% cử tri e dè ông Trump. Cuộc thăm dò dư luận được Bloomberg Morning Consult tiến hành từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 2, thu hút 4.955 người tham gia khảo sát ở 7 bang chiến địa, với sai số là khoảng 1%. Ông Trump, 77 tuổi, gần như chắc chắn giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa sau khi đối thủ còn lại duy nhất của ông, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley thông báo ngừng tranh cử Tổng thống. Kịch bản tái đấu giữa ông và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden nhiều khả năng sẽ xảy ra. Trước kia, bà Haley và các ứng viên Đảng Cộng Hòa nhiều lần kêu gọi ông tham gia vào các cuộc tranh luận trên sóng truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, ông Trump đều từ chối với lý do ông sẽ không thu được gì từ việc chia sẻ sự chú ý với những đối thủ có tỷ lệ ủng hộ thấp, theo cuộc khảo sát dư luận. Ông lại có quan điểm hoàn toàn khác đối với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, ứng viên hiện nay của Đảng Dân Chủ. Ông Trump thậm chí tuyên bố sẽ đồng ý với các cuộc tranh luận do Đảng Dân Chủ tổ chức. Chủ nhân Nhà Trắng hiện chưa phản hồi về đề nghị tranh luận của ông Trump. Năm 2020, họ đã hai lần tranh luận trực tiếp. Tuy vậy, cuộc tranh luận đầu tiên nhanh chóng rơi vào hỗn loạn khi ông Trump dành phần lớn thời gian để hạ bệ ông Biden, trong khi cuộc tranh luận thứ ba bị hủy do ông Trump từ chối tham gia với lý do COVID-19. Chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi, Ukraine đã tuyên bố bắn hạ 2 máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50 của Nga. Mỗi chiếc được ước tính có giá tới 330 triệu đô la Mỹ và là mục tiêu vô cùng đắt giá. Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50 được phát triển từ những năm 1980 tại Liên Xô. Đó là một trong những khí tài trinh sát quan trọng nhất của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, viết tắt là Không quân Nga, ở thời điểm hiện tại, và hầu hết đã được hiện đại hóa lên phiên bản A-50U. Trước khi tin đồn về chiếc A-50 đầu tiên bị bắn hạ lan rộng hồi tháng 1, một số nguồn khác nhau đã tiết lộ rằng Không quân Nga chỉ còn 8 chiếc A-50 hoạt động tốt. Do đó, nếu 2 chiếc A-50 thực sự bị loại khỏi vòng chiến, Không quân Nga sẽ chỉ còn lại 6 chiếc A-50. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, người đứng đầu quân đội Ukraine vào thời điểm đó là tướng Zelensky đã đăng lên mạng xã hội rằng lực lượng phòng không của Ukraine đã bắn hạ một máy bay A-50 và một máy bay chỉ huy trên không IL-22 của Nga trong không phận biển Azov. Khi đó, thư ký báo chí Điện Kremlin Peskov đã nói rằng Nga không có thông tin gì để cung cấp về vụ máy bay Nga bị bắn rơi. Ngày 23 tháng 2, sự việc tương tự đã tái diễn. Tướng Oleg Huk, tư lệnh không quân Ukraine, đã đăng trên mạng xã hội rằng lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay cảnh báo sớm trên không A-50 khác của Nga. Ông thậm chí còn chia sẻ một video quay lại màn hình về vụ bắn rơi máy bay A-50. Quân đội Nga không bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đề cập rằng ngày 23 tháng 1, một chiếc máy bay không xác định đã bị bắn ở Krasnodar. Bản đồ đường bay của máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga sau đó đã được quân đội Ukraine công bố, cho thấy rằng chiếc máy bay này đã bay qua khu vực Krasnodar và đường bay cuối cùng kết thúc tại nơi được xác định là điểm máy bay bị rơi. Điều đáng lưu ý là khu vực này nằm trên đất liền của Nga. Mặc dù gần biển Azov, nhưng lần này máy bay A-50 thực tế vẫn chưa rời khỏi không phận đất liền Nga. Điều này rất khác biệt so với tình hình ngày 15 tháng 1.
khi đoàn máy bay A-50 và máy bay chỉ huy trên không IL-22 đang bay trên biển. Biểu đồ quỹ đạo máy bay được công bố bởi quân đội Ukraine cho thấy rằng tốc độ của máy bay A-50 giảm từ 875 km/h xuống không trong vòng 1 phút. Vì lý do này, một số nhà phân tích cho rằng vụ rơi máy bay A-50 vào tháng 2 có thể do bị các tên lửa phòng không của quân đội Nga bắn trúng. Liên tiếp có tới 2 máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga lần lượt bị rơi trong ít ngày, dường như quân đội Nga có phần bất lực. Trên thực tế, khi máy bay A-50 đầu tiên bị rơi vào tháng 1, đã có các phân tích chỉ ra rằng quân đội Ukraine không có vũ khí tấn công tầm xa và chính xác như vậy. Ngay cả các tên lửa phòng không Patriot được Mỹ viện trợ cũng không thể đạt được tầm bắn xa như vậy. Các chuyên gia cho rằng, quả thực rất khó để có thể tấn công chiếc máy bay A-50 thứ hai bằng tên lửa Patriot khi nó đang ở trong không phận Nga do các trận địa tên lửa của Ukraine bố trí rất xa bán đảo Crimea và biển Azov. Theo các hãng tin phương Tây, địa điểm máy bay A-50 rời cách tiền tuyến khoảng 260 km. Vì vậy, ngay cả tên lửa phòng không tăng cường dẫn đường GM Patriot 2 cũng chỉ có thể đạt được tầm xa tối đa là 200 km. Nếu khu vực trên biển Azov vẫn được coi là khu vực tranh chấp, thì vùng Krasnodar thuộc đất liền của Nga. Nếu Ukraine sử dụng tên lửa Patriot để tấn công máy bay Nga ở đây, chắc chắn sẽ gây ra sự chỉ trích từ phương Tây. Câu hỏi đặt ra là liệu quân đội Nga có vô tình bắn hạ máy bay tương tự của mình hai lần chỉ trong hơn một tháng? Khả năng này có vẻ khó xảy ra. Trong khi đó, truyền thông nhận định chuyến bay cuối cùng của máy bay cảnh báo sớm A-50 cất cánh từ sân bay Aktubin lúc 15 giờ 50 phút ngày 23 tháng 2 và cuối cùng bị hệ thống tên lửa S-200 của Ukraine bắn hạ. Song cho đến thời điểm hiện tại, giới chức Ukraine vẫn chưa lên tiếng về nhận định này. Ngày 6 tháng 3, một video trên mạng xã hội đã ghi lại cuộc tấn công bằng xuồng không người lái của Hải quân Ukraine nhằm vào tàu đổ bộ Cesar Kunikov thuộc dự án 775 lớp Robucha của hạm đội Biển Đen Nga vào tháng trước. Hình ảnh từ video cho thấy, các binh sĩ trên tàu chiến Nga đã đáp trả cuộc tấn công của xuồng không người lái Ukraine, nhưng cuối cùng không ngăn được các thiết bị này. Trong khi tàu chiến Nga cố gắng chống đỡ, xuồng không người lái của Ukraine vẫn tiếp tục áp đảo và đánh chìm tàu Nga. Các binh sĩ trên tàu chiến Nga được nhìn thấy chạy quanh boong tàu và bắn súng máy vào xuồng không người lái đang lao tới, xả một loạt đạn trong nỗ lực nhằm ngăn chặn chúng tiếp cận tàu. Cho đến thời điểm hiện tại, không rõ liệu phía Nga có thể đẩy lùi bất kỳ xuồng không người lái nào không. Đoạn video dường như không cho thấy điều đó, nhưng ghi lại một vụ nổ lớn kéo dài khoảng 1 phút rưỡi. Trước đó, Ukraine đã công bố đoạn video về vụ tấn công ngày 14 tháng 2, cho thấy xuồng không người lái tiếp cận trước khi nhắm mục tiêu và phá hủy tàu chiến Nga. Đoạn cuối video cho thấy tàu Kunikov dường như đang chìm. Ukraine nhiều lần công bố video về các cuộc tấn công thành công nhằm vào lực lượng Nga, nhưng việc chứng kiến phía Nga đáp trả cuộc tấn công là điều hiếm khi xảy ra. Góc nhìn từ tàu chiến Nga trong vụ việc ngày 14 tháng 2 đã cho thấy cách Nga tăng cường nỗ lực phòng thủ trước mối đe dọa phá hủy nhiều tàu chiến của nước này ở Biển Đen. Ukraine đã sử dụng xuồng không người lái tự sát như một vũ khí hiệu quả để đối phó tàu chiến Nga. Do không có tàu chiến hải quân, Ukraine phải ứng biến, ưu tiên phát triển hạm đội xuồng không người lái hải quân đầu tiên trên thế giới. Khi Ukraine bắt đầu triển khai các xuồng không người lái, sự hỗn loạn đã xảy ra với lực lượng hải quân Nga ở Biển Đen. Các xuồng không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu và phá hủy các tàu chiến của hạm đội Biển Đen, một đoạn cuộc câu kích nối bán đảo Crimea với lục địa Nga, tấn công các căn cứ và tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng khác trong và xung quanh Biển Đen. Nga đã nỗ lực bảo vệ các tàu của nước này khỏi thiết bị không người lái của hải quân Ukraine bằng cách sử dụng súng máy trên boong tàu và tăng cường tuần tra bằng máy bay chiến đấu trên Biển Đen. Tuy nhiên, Ukraine đã nâng cao khả năng tác chiến của xuồng không người lái. Ukraine bắt đầu sử dụng các xuồng không người lái gắn thuốc nổ từ năm 2022 và họ tuyên bố đã phá được thế áp đảo của Nga ở Biển Đen khi tấn công hàng loạt tàu chiến, cơ sở hạ tầng quân sự của Moscow. Gần đây, một tướng thuộc cơ quan an ninh Ukraine cho biết Ukraine đã phát triển các mô hình xuồng không người lái mới mạnh hơn, hiệu quả hơn và nguy hiểm hơn. Tuần này, cơ quan an ninh Ukraine đã ra mắt xuồng không người lái mang tên Avdiivka. Tên Avdiivka được đặt theo pháo đài ở Donbass mà Ukraine đã để mất vào tay Nga hồi giữa tháng trước. Xuồng có khả năng mang gần 1 tấn thuốc nổ và có phạm vi tấn công trong khoảng cách hơn 1.000 km. Cơ quan an ninh Ukraine đã tạo ra chiếc xuồng như một nền tảng linh hoạt có thể mang nhiều loại vũ khí. Theo giới chuyên gia, xuồng không người lái có giá rẻ và được vận hành từ xa mang lại cho Ukraine lợi thế trong cuộc chiến bất đối xứng trước Nga. Ukraine thường phóng số lượng lớn máy bay không người lái và xuồng không người lái, làm rối loạn hàng phòng thủ Nga nhằm phá hủy mục tiêu. Ngày 6 tháng 3, trong bài phát biểu tại lễ bế mạc Liên hoan Thanh niên Thế giới WIF ở Sochi, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga đã tạo điều kiện để thúc đẩy tình hữu nghị, sự sáng tạo, tự do cho tất cả những người tham gia WIF và hy vọng rằng nỗ lực này đã thành công. Bên cạnh đó,
lãnh đạo Nga cho biết tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, nhưng lớn lên và phát triển trong điều kiện không giống nhau. Tổng thống Putin nhấn mạnh đây là sự bất công của thế giới hiện đại, đồng thời nói rằng giới trẻ ngày nay phải nỗ lực thay đổi điều đó trong tương lai. Chủ điện Kremlin nhấn mạnh, nếu bạn hỏi tôi rằng liệu có thể tạo ra một môi trường trong đó mọi người đều có điều kiện bình đẳng, trưởng thành và phát triển bình đẳng vì lợi ích của mỗi gia đình và nhân loại nói chung hay không, thì tôi sẽ trả lời rằng tôi không biết. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn là tất cả chúng ta nên cố gắng đạt được điều đó. Điều này sẽ giúp cho thế giới trở nên minh bạch, công bằng, bền vững, cân bằng và dân chủ hơn. Theo ông Putin, tất cả những người tham gia WEF từ nay sẽ có nhiều bạn bè ở Nga. Nhà lãnh đạo Nga nói, tôi muốn các bạn biết rằng toàn bộ nước Nga giờ đây là bạn của các bạn. Cánh cửa của chúng tôi luôn rộng mở chào đón bạn, đón nhận mọi nỗ lực cao cả của bạn. Tôi tin chắc các bạn sẽ gặt hái được thành công. Ông cũng nhắc lại rằng một trong những phương châm của Liên Hoan là hãy cùng nhau bắt đầu tương lai của chúng ta. Tổng thống Nga nhấn mạnh, hãy coi như tương lai đã bắt đầu, nhưng nó như thế nào là tùy thuộc vào bạn. Ngoài ra, cũng trong lễ bế mạc WEF, Tổng thống Putin nói bất kỳ cuộc xung đột và bất kỳ hành động đối đầu nào cũng đều là thảm kịch. Ông nói, quả thật tình hình khó khăn, có nhiều vấn đề và nhiều điểm nóng. Ở đây chúng tôi có xung đột với các láng giềng lân cận. Sự thù địch đang diễn ra. Liệu có vấn đề nào rắc rối hơn không? Việc con người chiến đấu chống lại nhau luôn là thảm kịch. Có người thiệt mạng, người bị thương. Tổng thống Putin còn chỉ trích tiêu chuẩn kép của phương Tây liên quan đến các cuộc xung đột trên khắp thế giới. Ông nhắc lại Mỹ từng hành động ở Iraq, Syria và Nam Tư mà không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhà lãnh đạo Nga đặt vấn đề, nếu họ được phép, tại sao các nước khác không được phép bảo vệ lợi ích sống còn của mình theo cách tương tự? Phát biểu này của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu sắp kết thúc. WEF 2024 diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 7 tháng 3 tại Sochi, vùng Krasnodar, miền nam nước Nga. WEF có sự tham gia của 20.000 thanh niên, 10.000 người đến từ Nga và 10.000 người đến từ hơn 180 quốc gia khác đang hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh, truyền thông, hợp tác quốc tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, tình nguyện, từ thiện, thể thao. Ngày 6 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay chiến đấu Su-30 của nước này đã được điều động đến để ngăn chặn 3 máy bay của Anh khi chúng tiếp cận biên giới Nga trên Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 6 tháng 3, các phương tiện kiểm soát không phận của Nga trên Biển Đen đã phát hiện 3 mục tiêu trên không tiến gần về phía biên giới Nga. Để ngăn chặn hành vi vi phạm biên giới quốc gia, một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 của lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ đã được điều động. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu trên không được xác định là máy bay trinh sát và tác chiến điện tử RC-135 cùng 2 máy bay chiến đấu Typhoon của lực lượng không quân Anh. Khi máy bay Nga tiếp cận, máy bay quân sự Anh đã quay đầu rời khỏi biên giới. Bộ này nhấn mạnh, chuyến bay của Su-30 được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận, không có hành vi tiếp cận nguy hiểm với máy bay nước ngoài. Trước đó, ngày 5 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một máy bay chiến đấu Su-27 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã ngăn chặn 3 máy bay của Pháp khi chúng tiếp cận biên giới Nga trên Biển Đen. 3 mục tiêu của Su-27 gồm máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không E-3F của Pháp cùng 2 tiêm kích Rafale đi theo hộ tống. Khi Su-27 lại gần, 3 máy bay quân sự Pháp đã quay đầu và tiếp tục bay qua vùng biển trung lập ở Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết sau đó Su-27 trở về căn cứ an toàn. Đầu tháng 2, truyền thông Nga đưa tin, máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Hoàng gia Anh đã xuất hiện hỗ trợ máy bay RQ-B4 Global Hawk của Mỹ ngoài khơi bán đảo Crimea. Trong một bài đăng trên Telegram, Hải quân Ukraine cho biết tính đến ngày 6 tháng 3 theo giờ địa phương, không có tàu chiến nào của Nga còn ở lại vùng Biển Đen sau khi xuống không người lái Hải quân Magura V5 của Kiev đánh chìm tàu tuần tra Sergei Kotov của Nga hôm ngày 5 tháng 3. Theo Hải quân Ukraine, trái ngược với việc tàu Nga bốc hơi hoàn toàn khỏi Biển Đen, một tàu Nga vẫn còn ở biển Azov và 2 tàu khác ở biển Địa Trung Hải, bao gồm một tên lửa có thể mang tới 4 tên lửa hành trình Kalib. Ukraine cho biết, trước vụ xuồng không người lái Hải quân Magura V5 của Kiev đánh chìm tàu tuần tra Sergei Kotov của Nga ở Biển Đen hôm ngày 5 tháng 3, 16 tàu Nga đã ở biển Azov, trong đó có 4 tàu vào vùng biển này từ eo biển Bosphorus. Ngoài ra, 19 tàu Nga án ngự ở Biển Đen, trong đó có 3 tàu hướng tới eo biển Bosphorus. Trước đó, đêm ngày 5 tháng 3, tàu tuần tra Sergei Kotov của hạm đội Biển Đen trị giá 64 triệu đô la Mỹ của Nga đã bị máy bay không người lái hàng hải Magura V5 loại bỏ trong vùng lãnh hải của Ukraine gần eo biển Kerch. Thông báo của tình báo Ukraine cho biết, sau cuộc tấn công của xuồng không người lái Magura V5, tàu dự án 22160 Sergei Kotov của Nga đã bị hư hại ở đuôi tàu, mạn phải và mạn trái, gây ra hỏa hoạn trên tàu.
Nhiệm vụ này được thực hiện với sự hợp tác của Hải quân Ukraine và với sự hỗ trợ của Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với Radio Free Europe, Radio Liberty, đại diện cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, ông Andriy Zusov cho biết, tàu Sergei Kotov từng là mục tiêu của Ukraine và bị bắn trúng trước đó, nhưng lần này chắc chắn tàu Sergei Kotov đã bị phá hủy. Các thiết bị không người lái của Ukraine đã gây ra thiệt hại nặng nề cho các tàu hải quân Nga, đặc biệt trong vài tháng qua, chiến dịch ở Biển Đen được xem là thành công chiến lược hiếm có đối với Kiev so với những bước lùi gần đây trên chiến trường. Giữa tháng trước, tàu đổ bộ Kaisa Unikov của Nga đã bị tấn công bằng chính loại xuồng không người lái được sử dụng để tấn công tàu Sergei Kotov. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết trên Telegram rằng các xuồng không người lái đã chọc thủng những lỗ chí mạng trên mạn trái của tàu Nga trước khi đánh chìm. Đầu tháng 2 này, Ukraine tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã vô hiệu hóa khoảng 33% số tàu chiến của Nga, lên tới 24 tàu nổi và 1 tàu ngầm. Tổn thất hải quân lớn nhất của Nga trong cuộc chiến Ukraine là vụ đánh chìm xoáy hạ Moskva vào tháng 4 2022. Sergei Kotov là một trong những tàu mới nhất của Nga thuộc hạm đội Biển Đen. Theo hãng tin TASS, tàu chiến này dài 91m, có tầm hoạt động 6.000 hải lý, có thể chở thủy thủ đoàn 80 người và được trang bị máy bay trực thăng, súng 57mm và hệ thống phòng không hiện đại. Ukraine cho biết tàu có giá khoảng 65 triệu đô la Mỹ. Ngày 7 tháng 3, đài CNN dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sugu cho biết cơ quan này đang phân tích một kinh khí cầu lạ do ngư dân phát hiện ngoài khơi bang Alaska hồi tuần trước để xem đó có phải là thiết bị sao thám hay không. Kinh khí cầu này xuất hiện được đưa về căn cứ Amesdor Richardson ở Alaska. Bargu nói, chúng tôi không biết tại sao kinh khí cầu này lại ở vùng biển ngoài khơi Alaska và cũng không định mô tả đặc điểm của nó vào lúc này, nhưng hy vọng tìm hiểu được thêm về nguồn gốc và mục đích của nó sau khi phân tích sâu hơn về vật liệu sẽ được tiến hành bởi nhiều cơ quan. Đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc công khai xác nhận rằng thiết bị mà ngư dân phát hiện là một kinh khí cầu. Tuần trước, CNN đưa tin, các ngư dân báo với cơ quan chức năng sau khi phát hiện vật thể đáng ngờ, sau khi xem xét hình ảnh do các ngư dân chụp. Các quan chức lo ngại rằng đây có thể là một kinh khí cầu dò thám và các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang FBI đã đến đón khi tàu cá về cảng. Tại thời điểm đó, vẫn chưa rõ vật thể đó là gì và các quan chức cũng không chắc liệu đó có phải là một kinh khí cầu hay không. Tuy nhiên, FBI xác định rằng nó có hình dáng giống với kinh khí cầu dò thám thuộc sở hữu của chính phủ nước ngoài nên cần điều tra thêm. Sự tồn tại của kinh khí cầu dò thám tầm cao đã được Mỹ chú ý vào năm ngoái khi một kinh khí cầu của Trung Quốc dường như bị chệch hướng và đi qua lục địa Mỹ, qua không phận Alaska. Theo đó, ngày 4 tháng 2 năm 2023, Lầu Năm Góc cho biết đã cử một máy bay chiến đấu bắn hạ khí cầu dò thám Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển Nam Carolina, Mỹ. Trước đó, Tổng thống Biden đã ra lệnh bắn hạ kinh khí cầu này khi nó bay qua Đại Tây Dương. Vụ việc đã gây ra căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington, khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố hủy chuyến thăm Trung Quốc dự kiến từ ngày 5 tháng 2 năm 2023. Ngày 17 tháng 9 năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS của Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Mark Milley cho biết, kinh khí cầu Trung Quốc mà Lầu Năm Góc đã bắn hạ không hề làm nhiệm vụ dò thám. Ông nói, theo đánh giá của cộng đồng tình báo, đánh giá độ tin cậy cao, không có hoạt động thu thập thông tin tình báo nào bằng kinh khí cầu đó. Ngày 5 tháng 3, Lữ đoàn tấn công đường không số 16 của Lục quân Anh đã công bố hình ảnh binh sĩ sử dụng súng trường L-85A3 gắn kính Smart X4 để ngắm bắn một máy bay không người lái cỡ nhỏ, loại vũ khí đang phổ biến hiện nay. Lữ đoàn 16 cho biết, các binh sĩ học cách sử dụng kính ngắm Smart mới biên chế và trí tuệ nhân tạo để giúp tăng xác suất hạ máy bay không người lái. Bên cạnh đó, Lữ đoàn 16 gọi súng trường gắn kính ngắm này là vũ khí chống máy bay không người lái mang tính thay đổi cục diện. Theo Lục quân Anh, kính ngắm Smart có khả năng phát hiện và theo dõi máy bay không người lái cỡ nhỏ hoặc siêu nhỏ, duy trì việc khóa mục tiêu ngay cả khi binh sĩ đang di chuyển. Ngoài súng trường L-85A3, còn được gọi là SA-80A3, Lục quân Anh dự định lắp kính ngắm Smart cho các loại vũ khí cá nhân khác mà quân chủng đang sử dụng. Quan chức Anh phụ trách mua sắm quốc phòng, ông James Crossline cho biết, không thể phủ nhận tầm quan trọng của máy bay không người lái trên chiến trường hiện đại. Ngoài việc mua sắm phát triển và triển khai loại phương tiện này, chúng tôi cũng cần chủ động đảm bảo rằng đối phương không sử dụng máy bay không người lái để tấn công binh sĩ của quân đội Anh. Kính ngắm Smart có khả năng tự động ghi lại và xử lý hình ảnh của mục tiêu, sau đó hiển thị thông tin tương ứng trong khung ngắm. Ngoài ra, kính còn có tính năng chỉ cho phép binh sĩ bóp cò khi có khả năng bắn trúng mục tiêu. Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo về việc đặt mua 225 kính ngắm dòng Smart
với tổng giá trị hơn 5,8 triệu đô la Mỹ. Thỏa thuận này cũng bao gồm điều khoản đề cập đến việc mua thêm kính ngắm Smart cho các đơn vị khác thuộc Hải lục không quân Anh. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin cụ thể về việc quân đội Anh đã mua thêm các biến thể khác thuộc dòng Smart ngoài mẫu X4 hay không. Tuy nhiên, các binh sĩ thuộc Trung đoàn Hoàng gia Yorkshire đã thử súng trường L85A3 gắn kính ngắm Smart 2000/3000 và Smart X4 vào năm 2022. Khác biệt lớn nhất giữa Smart X4 và các mẫu 2000/3000 đời trước là khả năng phóng đại hình ảnh gấp 4 lần của mẫu kính ngắm mới. Tuy nhiên, cơ chế hoạt động của cả hai mẫu kính ngắm này vẫn tương tự nhau.